cửa hàng độ đèn xe máy Sonan. Xin chào các bạn. Phía trước của các bạn đang xem đây là chiếc xe Exciter năm 2018 đến năm 2020. Chiếc xe này độ bên shop mình là một quả bi LED Red Merit 1.0 vòng 3D i8 mắt quỷ i8 chỉnh màu tên app luôn các bạn nha, rất là chất luôn ha. Đó, ok, hiện tại là cái vòng thiên thần màu xanh, cái vòng thiên thần 3D này nè, hiện tại là màu tím hồng các bạn nha, tím hồng cánh sen. Mắt quỷ là màu xanh lá, rồi em chỉnh app mình luôn, chỉnh mắt quỷ nè, chỉnh màu đỏ nè, từ từ em, mắt quỷ màu đỏ rồi chỉnh nữa em. Xanh dương nè, thí dụ mình không thích xanh dương chỉnh màu khác, chỉnh nữa đi. Đó, vàng nè các bạn, rồi nữa đi em. Đó, màu tím hồng, rồi nữa đi em. Màu trắng nè các bạn, rồi nữa đi em. Rồi, màu xanh ngọc nữa đi em. Ví dụ một ngày mình đổi một màu, màu tím cà nữa đi em. Màu vàng chanh, rồi nữa. Màu xanh, xanh lá lơ các bạn, lá lợt. Rồi bây giờ em chỉnh đồng I1. Rồi, màu đỏ nè các bạn. Không thích màu đỏ chỉ màu khác, chỉ màu xanh lá nè. Rồi nữa em, xanh dương nè, rất là nhiều màu sắc luôn, em chỉnh liên tục đi, chỉnh liên tục đi. Rồi ok, bây giờ chỉnh hiệu ứng đi, xuống dưới chỉnh hiệu ứng nè, đừng hiệu ứng nè các bạn. Đó, hiệu ứng một nó đổi màu liên tục mà chậm. Hiệu ứng hai, đây là đèn F1. Đó, hiệu ứng ba em, hiện ứng 3 nè các bạn, đó nháy ha. Rồi hiện 4. Hiện 4 nè các bạn. Rồi hiện ứng 5 đi em. Đó, hiện ứng 5. Rồi hiện 6 luôn em, rất là nhiều tính năng, rất là nhiều hiệu ứng nha. Hiện 7. Đó, ok ha. Rồi hiện 8 luôn em ơi. Hiệu ứng đổi màu. Rồi hiện 8 luôn. Rồi, ok, hiệu 9 luôn. Thì chính rất là nhiều ứng nha các bạn. Rồi ok, quay về một màu thôi em, quay về màu đi, màu đỏ cũng được, ok, màu tím cũng được. Rồi bắt xin ban ngày, tính năng bắt xin ban ngày, đây là bilet get magic 1.0 thì tính năng bắt xin rất là đỉnh luôn các bạn. Đó, vừa ngày ha. Rồi mở chế độ code lịch sự em ơi, code lịch sự, chế độ sáng code lịch sự không gây chói mắt người đi ngược lại nha. Các bạn lắp quả bi này không cần phải lắp thêm trợ sáng gì, đồ sáng cho ga cực kỳ đỉnh luôn ha. Rồi ok, tắt đèn anh luôn, tắt đèn anh luôn. Đó các bạn, vòng bên đây rất là đẹp nha các bạn nha, chắc luôn, cực kỳ chắc, ở ngoài rất là đẹp các bạn, rất là đẹp luôn. Rồi ok, tắt. Rồi để mình quay cho coi. Có bạn nào mà đã chưa xem được cái video thử độ sáng của bilet get magic 1.0 này, các bạn cứ kết nối Zalo giúp mình nha, để mình gửi cái video cho các bạn xem các loại xe mà mình đã từng làm. Đây là số điện thoại Zalo 0346669686, cửa hàng mình tên là độ đèn xe máy Sonan, địa chỉ là 235C đường Phan Anh, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân các bạn. Rồi ok, đây, rồi ok, bát xin em, bát xin anh em, cực kỳ đã luôn các bạn. Bát xin này, bát xin ban ngày nè các bạn. Rồi mở cái độ code nè các bạn, bilet get magic 1.0 rất là sáng ngon. Rồi mở pha nè các bạn, quá đã luôn các bạn ơi. Đó, ok, cực đẹp luôn, cảm ơn các bạn đã xem nhé.